Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm cái bản lề laptop. Đây là chiếc Sony Vaio. Và cái dòng Sony Vaio này nó thường rất là hay bị bung cái phần bản lề, do cái độ mỏng của nó có, do đó những cái con ốc này nó sẽ bị rất là dễ bị chốc cái gốc nó lên nha, nó chốc khỏi cái phần nhựa. Thì ở đây tôi nhận máy trong tình trạng là hai cái phần bản lề này nó đã lòi ra ngoài luôn rồi, nó không còn dính vô cái màn hình nữa đó, các bạn thấy không đó, nó không còn dính vô màn hình nữa. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm lại cái bản lề này để cái máy của mình có thể sử dụng được tiếp tục, thay vì các bạn phải thay vỏ với chi phí rất là cao. Tại vì nguyên bộ vỏ này nếu mà thay luôn thì nó khoảng là 1.000.000 mấy, mà nhiều khi các bạn tìm vỏ lại không có nữa, chứ không phải là dòng nào cũng có vỏ đâu. Như đối với những dòng này thì cái vỏ nó rất là hiếm ha. Bây giờ mình sẽ mở cái phần màn hình này ra. Ra nó phải là như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ tìm cách chúng ta bắt mấy con ốc này vào. Chúng ta sẽ chồng những con ốc này lại nha. Chồng những cái tụ này lại. Máy này đã từng làm một lần rồi nha các bạn. Đây là những cái vết người ta hàn, để chứng tỏ máy này đã từng làm một lần. Ở đây tôi sẽ dùng mỏ hàn, mỏ hàn để hàn nhựa. Và tôi dùng keo 502. Trong quá trình hàn thì mình nhớ mình tránh mấy cọng dây này ra, kiểu nó đứt dây. Các bạn quấn một ít bông gòn vào cái tụ này nè. Chính bông gòn này chút nữa nó sẽ làm dính, nó sẽ kết dính rất là dữ. Chúng ta nên vặn ốc vào nha, để
cho cái lỗ này giống nữa nó không bị bít. Nếu các bạn làm không kỹ thì nó sẽ gãy. Rồi, món hàng nóng thì các bạn cứ dí vào. Bạn dùng một ít nhựa, bạn đắp vô cái chân của nó. Vừa đủ thôi, kéo nữa chút nữa là dát cái màn hình vô nó dày hơn. Rồi, tôi thử mở ốc ra. Làm lại cho nó gọn, nó đẹp nè. Các bạn có biết tại sao mà tôi phải dặn con ốc nó vào trước không? Để chút nữa nó còn cái lỗ đó các bạn. Chứ nếu không chúng ta lỡ tay chúng ta chép nhựa vào nó bít cái lỗ mà. Nó bít cái lỗ là dặn không có được.
Đó, vậy là chúng ta được một bên. Rồi, tương tự chúng ta làm bên đây. Gõ ốc vào trước. Chúng ta phải kết hợp vừa bông gòn, vừa keo 502 và vừa dùng nhiệt. Một số bạn thì chỉ dùng có bông gòn với keo 502 thì nó cũng dính á, nhưng mà độ bền nó không lâu. Chúng ta dùng dẹp, chúng ta nhấn xuống cho nó lúng xuống một xíu. Và đồng thời cái dẹp này nó làm khô cái keo luôn. Chúng ta để cho nó cứng xíu là ok. Đối với hai cái bản lề này nè, nếu mà các bạn nào xả cho nó nhẹ xíu nữa đó, xả được cho nó nhẹ ra thì nó sẽ lâu gãy hơn. Rồi chúng ta giáp thử nhé. Trong quá trình đá giáp, nếu mà nó vướng chỗ nào đó thì chúng ta dùng mỏ hàn chúng ta quét lại.
chúng ta đừng vội siết chặt, để chúng ta bắt hai bên cho nó đều, nhiều khi là nó bị lệch. Đâu hết con rồi. Đấy, các bạn thấy chưa? Con làm chưa? Nào. Cứng, thấy không? Nào. Đó. Rồi, bây giờ chúng ta dép màn hình vào. Ở phần này á, nó còn một cái con ốc nữa, mà con ốc này nó cũng quan trọng lắm, không phải là nó dính cái này vô cái mặt này không đâu, mà nó cũng sẽ giữ, nó giữ một phần, nó giữ một phần cho cái khung hình như đó, do đó cho chỗ này nè, nó bị cái lỗ nó to rồi, chúng ta hàn sao cho cái lỗ nhỏ lại để chúng ta bắt được con ốc nữa nha. Chúng ta chám bít cái lỗ luôn đi, giờ chúng ta khoét sao.
Giờ chúng ta khoét cái lỗ này lại nhé. Thấy chưa? Đẹp không? Tới bên đây. Làm cái gì nó cũng phải có nghệ thuật. Quá đẹp. Giờ là chúng ta sẽ ráp vào. Rồi, tác phẩm đây các bạn. Các bạn thấy không? Cứng cáp. Rồi, chúc các bạn làm theo thành công nhé. Xin cảm ơn nhiều.